Quý vị và các bạn thân mến, từ trước Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 khoảng hơn một tuần, các chợ phiên tại huyện Lang Chánh đã diễn ra nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua. Một trong những chợ phiên có nhiều người tìm đến là chợ phiên Ngàm Pốc, họp một tuần một lần vào chủ nhật. Chợ bày bán nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm, sản phẩm may mặc và các mặt hàng mang đậm những nét văn hóa rất riêng của đồng bào dân tộc Thái. Chợ phiên Ngàm Pốc mỗi tháng họp 4 phiên. Đây là chợ phiên nằm gần ngay trung tâm xã Yên Thắng, nên người dân trong xã và các xã lân cận thường đến đây để mua bán trao đổi hàng hóa. Khi trời mới tờ mờ sáng, những người bán hàng đã đến chợ bày biện hàng hóa. Còn những người đi chợ cũng đến từ rất sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon. Phiên chợ vùng cao những ngày giáp Tết họp từ sáng sớm cho đến khoảng 11 giờ trưa. Đi chợ phiên cuối năm, mỗi người sẽ cảm nhận được nhiều giá trị văn hóa đặc sắc vẫn được duy trì. Những ngày cận Tết, chợ phiên thường đông người, náo nhiệt hơn, song chợ vẫn bày bán chủ yếu các mặt hàng truyền thống do người dân địa phương sản xuất như váy áo thổ cầm, măng ốc, rêu đá, chuột, bế sóc, dưa muối. Đến chợ phiên những ngày này sẽ thấy khung cảnh kẻ bán người mua tấp nập, nhộn nhịp. Người đi xa quê về chỉ đơn giản ra chợ để chơi xuân, ngắm nhìn những mặt hàng truyền thống quen thuộc. Đi chợ phiên ngày Tết, nhiều người có cảm nhận những thứ vốn đã thuộc về ký ức, bỗng như lại trở về qua từng sạp hàng bày bán các sản phẩm nông sản, nhu yếu phẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc Thái. Chợ phiên ở vùng cao đơn giản, người bán đặt các loại hàng hóa lên tấm bạt, người mua sẽ rất dễ dàng chọn lựa. Không khí Tết làm cả khu chợ vùng cao rộn ràng, vui tươi hơn ngày thường chợ phiên, có đầy đủ các mặt hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm chuẩn bị Tết của người dân. Đó không chỉ là nơi người dân mua sắm Tết, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi giao lưu gặp gỡ, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc. Có thể nói, đến với chợ phiên vùng cao của đồng bào dân tộc Thái ở Yên Thắng là đến với tình người, tình quê mộc mạc, ấm áp, chân thành. Những phiên chợ vùng cao nơi đây vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc vào những ngày cuối năm. Đi một phiên chợ vùng cao, mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn không khí mùa xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc.